Kính chào quý vị và các bạn. Mai Quỳnh rất vui khi lại được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh tin mới nhất. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh và chính xác nhất. Ngày hôm nay có những thông tin gì đáng chú ý? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nạn nhân mưa lũ Trịnh Châu nghi bị mổ cắp rác mạc ngay tại hiện trường. Mới đây, tài khoản Jinxianguo đã đăng tải trên Facebook cảnh những nạn nhân chất ngạt trong vụ ngập nước tàu điện ngầm ở thành phố Trịnh Châu, Trung Quốc. Hình ảnh và video cho thấy là các thi thể đều bị bịt mắt, xung quanh có vết máu khiến cho nhiều người nghi ngờ liệu có phải những người này đã bị mổ cắp rác mạc hay không. Trong video và hình ảnh mà tài khoản Jinxianguo chia sẻ, các nạn nhân nằm la liệt trên sàn sân ga, mắt đều bị che bằng khăn trắng. Bên cạnh có vết máu, một người mặc đồng phục bác sĩ cầm theo hộp dụng cụ đi xung quanh. Một số người còn sống vẫn đang được bác sĩ hô hấp cấp cứu. Tài khoản Guo cho biết đây là những video về những người chất đuối trong tàu điện ngầm ở Trịnh Châu. Câu hỏi thứ nhất, tại sao họ lại bị chảy máu? Câu hỏi thứ hai, tại sao tất cả đều bị bịt mắt? Và câu hỏi thứ ba, đây có phải là bác sĩ đang dùng dụng cụ y tế để lấy rác mạc của họ ngay tại chỗ hay không? Càng nhìn thì càng thấy giống và tay tôi bắt đầu run lên. Bên dưới bài đăng có rất nhiều bình luận bức xúc của cư dân mạng về việc này. Trong đó, tài khoản Chasini viết, đây là việc làm của ma quỷ. Tài khoản Nguyễn Sĩ Quân bình luận, đúng là địa ngục trần gian, xem mạng người như con kiến. Trước đó thì nhiều khu vực ở phía bắc của tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã bị mưa lớn tàn phá, đặc biệt là thành phố Trịnh Châu đã ngập trong biển nước. Tuyến tàu điện ngầm số 5 Trịnh Châu phải dừng chạy do nước tràn vào toa, hàng trăm hành khách bị mắc kẹt trong toa tàu. Mực nước ngập đến ngực khiến cho nhiều người bị giảm thân nhiệt, thiếu oxy, ngất xỉu, thi thể nằm la liệt trên sân ga. Một công dân Trịnh Châu tên là Lý Vân nói với Sir Export Time, và những video mà trịnh châu ngập trong biển nước là có thật tàu điện ngầm ở khu đô thị trịnh châu bị ngập khiến cho nhiều người bị chết chìm hàng xóm của bạn tôi cũng ở trong tàu điện ngầm đó họ đã quay video rồi đăng tải lên mạng họ cũng quay lại những cảnh mà chiếc ô tô và xe điện trôi nổi trong khu trung cư còn có người chết đuối trên đường phố cũng có người bị nước cuốn trôi đi những video đó tất cả đều là thật đều là bạn bè của tôi hoặc những người sống cùng trung cư với bạn của tôi quay được đều có thể tìm được người quay video. Những hình ảnh và video ghi lại hiện trường trên hiện vẫn chưa được xác minh, nhưng đã khiến nhiều người không khỏi chấn động. Cho rằng nếu đây là sự thật thì hành động mổ cắp rác mạc thi thể là quá vô nhân tính. Trên thực tế, trước đó ở Trung Quốc đã từng xảy ra trường hợp bác sĩ bị bắt vì mổ cắp nội tạng thi thể nạn nhân. Năm 2021, một nhóm 6 người gồm có 4 bác sĩ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đã bị kết án tù vì mổ lấy nội tạng của bệnh nhân. Cụ thể, tòa án ở thành phố Bạn Phụ đã kết án băng nhóm này phạm tội mổ cướp nội tạng 11 bệnh nhân từ năm 2017 đến năm 2018, bản án từ 10 đến 28 tháng tù giam. Ngoài ra, những năm gần đây thì nhiều báo cáo còn cho thấy rằng ở Trung Quốc đã xuất hiện hành vi mổ cướp nội tạng người sống, Tháng 6 năm 2019, một tòa án độc lập ở Anh sau khi điều tra đã đưa ra phán quyết kết luận tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm tại trung tâm là có tồn tại và vẫn đang được tiến hành trên quy mô lớn. Trong đó thì chính quyền của Trung Quốc chính là người đứng sau hậu thuẫn. Nạn nhân của tội ác này thường là các tù nhân lương tâm nhưng người học Pháp Luân Công, người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, người Kitô giáo và những người bất đồng chính kiến. Robert Sun, nghiên cứu của trường đại học ở quốc gia Úc, từng là phóng viên đưa tin về nạn mổ cướp nội tạng của The Epoch Times. Báo cáo của ông về tội ác này đã trao giải thưởng của Hiệp hội Nhà báo chuyên nghiệp. Trong một bài phát biểu của mình, ông Robert Sun đã tóm tắt một số bằng chứng về việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc như sau. Số lượng ca ghép gan cho bệnh nhân cấp cứu hoặc là cấy ghép theo yêu cầu gia tăng đáng kể từ năm 2000. Điều này cho thấy là việc tồn tại một nhóm người hiến tạng sống, những người mà có thể bị thu hoạch nội tạng bất cứ lúc nào. Vào năm 2000, hoạt động của hệ thống cấy ghép bùng nổ, hàng ngàn y bác sĩ được đào tạo, Số lượng bệnh viện thực hiện cấy ghép tăng từ năm 1999 cho tới 1000 vào năm 2000. Tuy nhiên thì qua giai đoạn năm 2000, số lượng án tử hình ở Trung Quốc giảm, cho nên họ đã nhắm vào các nhóm tù nhân khác ví dụ các bằng chứng phù hợp với việc thu hoạch nội tạng sống của học viên pháp luân công bao gồm việc xét nghiệm máu cho nhà tù thậm chí là xét nghiệm máu nhiều lần đó là để tìm đối tượng nhận tạng phù hợp tiềm năng. Nói cách khác thì những người hiến tạng còn sống được xét nghiệm trước để xác định trước đối tượng nhận thận, tim, gan và phổi sao cho phù hợp. Báo cáo cũng trích dẫn một cuộc trò chuyện với phát ngôn viên của một bệnh viện ở Bắc Kinh. Người này cho biết rằng phẫu thuật cấy ghép có thể được sắp xếp trong vòng 1 hoặc 2 tuần. Robert San nói, nhưng thời gian chờ đợi ngắn như vậy là không thể có trong thực tế hiến tạng thông thường, cũng không thể nói là vận may. Việc xác định trước nguồn nội tạng cấy ghép là không thể có trong bất kỳ hệ thống cấy ghép tạng nào, bởi vì nguồn nội tạng tùy thuộc vào người hiến tạng tự nguyện. Sự sẵn có của nội tạng trong khoảng thời gian ngắn như vậy chỉ có thể có khả thi khi có một ngân hàng người hiến tạng sống sẵn sàng chết để thu hoạch nội tạng. Trung Quốc dân đắp đê chắn lũ, chính quyền lại âm thầm phá bỏ người dân thôn kỳ khẩu và huyện huyện tấn thành phố Hạc Bích, tỉnh Hà Nam đã mất 2 ngày đêm để nâng kè sông nhằm chống trọi với lũ lụt. Nhưng chính quyền địa phương lại đem máy múc tới đào lên, còn xịt hơi cay vào những ai chống đối. Hậu quả là cả thôn đã bị ngập lụt. Gần đây thì mưa lớn liên tục gia tăng ở Hà Nam, chính quyền lại âm thầm xả lũ mà không báo trước, khiến nhiều nơi phải chìm trong biển nước. Khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất phải kể đến Trịnh Châu rồi lan tới Hạc Bích và Tân Hương ở phía Bắc. Các nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc cho biết do lượng mưa quá lớn khiến nước dâng cao trên nhiều nhánh sông ở khu vực đô thị Tân Hương, tỉnh Hà Nam Việc này làm cho cả bốn hồ chứa ở đô thị Vệ Huy bị quá tải khiến nước tràn ra. Cơ quan chức năng Trung Quốc cho biết hiện đang tiến hành cứu hộ khẩn cấp, đã di tản an toàn gần 9.000 người, nhưng vẫn còn 19.000 người ở một vùng mắc kẹt cũng đang cần khẩn cấp cứu hộ. Vào lúc 22 giờ tối ngày cùng ngày, đoạn đê Tân Hương ở hạ lưu sông Vệ bị vỡ, đến sáng ngày hôm sau, đoạn đê Hạc Bích của sông Vệ cũng bị vỡ. Mặc dù đội cứu hộ đã đổ đầy đá hoặc thậm chí là đẩy cả xe tải xuống đoạn đê vỡ, nhưng cũng không thể ngăn được dòng nước lũ. Ngoài ra thì con kênh chủ nghĩa cộng sản ở không xa ở phía tây sông Vệ cũng đã bị tràn đê khiến cho nhiều ngôi làng nằm giữa hai con sông trong tình trạng nguy cấp. Tin cho ngay, mực nước không ngừng dâng cao khiến cho các làng thân cận bị nhấn chìm. Những khu hiện trong tình trạng khẩn cấp là khu liên quan đến con kênh chủ nghĩa cộng sản, con sông Vệ, Vệ Huy, Đại Khối, huyện Huy, thị trấn Canh Hoàng. Các nạn nhân địa phương không ngừng lên mạng cầu cứu, cứu trợ khẩn cấp, đây là Tân Hương, Hà Nam, bây giờ sông Vệ đã vỡ bò và nước hồ dục mục dã đã chảy ngược về, hoàn toàn mất kiểm soát, đội cứu hộ địa phương không còn đủ sức, yêu cầu các đội cứu hộ từ khắp nơi trên đất nước giúp đỡ Tân Hương. Đê của sông Vệ ở Tân Hương bị vỡ nhấn chìm 33 thôn, hầu hết dân làng và người già, trẻ em, người dân làng bị nước bao vây không được giải cứu. Đội cứu hộ địa phương đã không đủ sức, khẩn cấp cần hỗ trợ thêm. Việc xả lũ ở phía Bắc Tân Hương đã gây tình trạng rất nguy cấp ở các khu vực lân cận. Cầu xin hãy hỗ trợ. Video được cộng đồng mạng chia sẻ cho thấy sông vệ ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc bị vỡ đê, khiến cho nước tràn ra vô cùng nguy hiểm cho cuộc sống của người dân xung quanh. Vương Yến, một người dân thôn kỳ khẩu huyện Tuấn, thành phố Hạc Bích, đã trả lời phóng viên của The Esports Time rằng Tân Hương đã bị ngập lụt bởi hai trận mưa lớn vào ngày 22 và 23. Đô thị Vệ Huy cũng đã bị ngập. Nước ở Trịnh Châu và Tân Hương đều chảy tới sông Vệ, sông Sơn cũng như sông Kỳ. Cô nói rằng chính quyền địa phương đã xả lũ ra sông Kỳ và sông Vệ. Các đập hoặc là đê ở đô thị Vệ Huy đã bị vỡ, sập hoặc là do chính quyền đào lên. Nhiều ngôi làng hiện đã bị nhấn chìm, những ngôi nhà lầu của người dân đều bị ngập hết tầng một. Hiện tại thì đô thị Vệ Huy và huyện Tuấn về cơ bản đã bị ngập. Các cánh đồng lúa và hoa màu đều ngập trong nước hết đến hàng mét. Vương Yến cho biết nước sông vệ dâng cao và dân làng bắt đầu nâng bờ kè thêm 2 mét để ngăn lũ tràn qua. Vì nghe nói ở Trịnh Châu có lũ bảy, cán bộ thôn đã nhận được thông báo của cấp trên rằng có thể xảy ra lũ lụt nên yêu cầu đàn ông trai tráng đến bờ đê để canh gác. Đến đêm, mực nước liên tục dâng cao, dân làng sợ không ngăn được nên đã tiến hành nâng bờ kè, làm liên tục suốt 2 ngày. Đến sáng sớm ngày 25, chính quyền đã cử người đến thôn của chúng tôi và phá bỏ bờ kè do dân làng mới đắp, cô vừa nói vừa khóc. Vương Yến nói rằng 400 cho đến 500 thôn dân bao gồm cả phụ nữ canh gác bờ đê xuất cả ngày lẫn đêm không dám về nhà. Đến 10 giờ đêm 23 tháng 4 có khoảng 500 quân binh, quân binh đã bất ngờ có mặt tại thị trấn và đến 11 giờ đêm tiến vào trong thôn để đào bờ đê mà dân làng đã đắp lên thấy bờ Đê bị chính quyền phá hủy, dân làng đều liều mình ngăn chặn. Nhiều người dân đã đứng đó ngăn cản không cho máy múc của chính quyền vào đào bới, nhưng chính quyền đã xịt hơi cay vào những ai dám ngăn cản, khiến không ít người ngã xuống đất và cuối cùng họ đã đào bờ đê lên. Hiện tại thì toàn bộ thị trấn của chúng tôi đã bị ngập. Một thôn dân tham gia phỏng vấn là Lý Lượng, hiện không ở trong thôn. Anh nói rằng trong thôn có từ 3 đến 4.000 người, nơi họ sinh sống thường là khu vực xả lũ. Lần này, quan chức cưỡng chế phá bỏ bờ kè do dân làng đắp lên. Dân làng không dám đưa video về mâu thuẫn giữa hai bên lên mạng xã hội. Lý Lượng cho biết trong thôn hiện đã bị cắt nước, cắt điện, không liên lạc được với thế giới bên ngoài. Ngôi làng như một hòn đảo, tình hình vô cùng nguy cấp. Dân làng đang tìm cách tự cứu mình, đồng thời cứu viện từ bên ngoài. Phóng viên Esportham đã liên hệ với trưởng thôn Kỳ Khẩu. Ông này cũng đã thông tin tóm tắt vâng thưa quý vị bản tin hôm nay tới đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh sau đó ấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật